Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được tiếp tục gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong video buổi tối ngày Chủ nhật ngày 19 tháng 11 năm 2023. Kính thưa quý vị, bây giờ là 19 giờ 15 phút. Hiện tại thì chúng ta đang có mặt ở trong khu vực cư xá Sĩ Quan năm xưa. Bây giờ là cư xá Bắc Hải, cô chú anh chị các bạn. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tường Vũ Channel mời quý vị và các bạn chúng ta cập nhật tình hình phố xá trung tâm Sài Gòn để chúng ta xem thử là tình hình ngày cuối tuần ở tại Sài Gòn buôn bán nhộn nhịp làm ăn ra sao, tình hình quán xá rồi các cái nhà hàng ăn uống ở tại trung tâm quận 10 Sài Gòn sẽ như thế nào. Thì trong buổi tối ngày hôm nay, mình sẽ mời tất cả cô chú anh chị và các bạn chúng ta dành một ít thời gian để theo dõi video clip trên kênh YouTube Tường Vũ Channel. Ở đây chúng ta đang có mặt trên con đường Trường Sơn thuộc cư xá Sĩ Quan năm xưa. Sài Gòn của chúng ta thì vào buổi tối với những ánh đèn lung linh rực rỡ mang đến cho mọi người cảm thấy một cái sự thoải mái và nhẹ nhàng về đêm. Bên cạnh đó thì Sài Gòn trong vài ngày gần đây thời tiết buổi sáng cũng hơi se lạnh. Có lẽ không khí mùa Giáng sinh năm 2023 sắp ùa về với chúng ta. Và lời nói đầu tiên, Tường Vũ Channel xin kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn luôn luôn hạnh phúc thành công. Kính chúc quý vị có một ngày nghỉ cuối tuần thật và vui vẻ và đầm ấm bên gia đình. Nhắc đến cư xá Bắc Hải, cư xá Sĩ Quan ngày xưa thì nơi đây nổi tiếng là phố cà phê. Phố cà phê mà cũng có nhiều tiếp viên xinh đẹp. Bên cạnh đó thì có nhiều quán nhậu ở đây cũng rất nổi tiếng, thu hút nhiều bạn trẻ. Hơn 10 năm trước thì phố cà phê Bắc Hải rất nổi tiếng. Tuy nhiên, sau khi mà chúng ta ảnh hưởng mà lớn về cái tình hình dịch bệnh Covid-19, bên cạnh đó thì tình hình kinh tế suy thoái cuối năm 2021-22 và đến năm 2023 hiện nay thì phải nói là tình hình buôn bán kinh doanh, các cái dịch vụ giải trí dường như đã bị giảm xuống đáng kể luôn quý vị. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, phải nói còn ít tháng nữa thôi, chúng ta sẽ bắt đầu kết thúc năm 2023, mà một năm chúng ta thật sự rất đáng quên, rất muốn quên đi, để chúng ta chào đón một năm mới, năm 2024 sắp tới đây, với những cái niềm hy vọng và những cái hoài bão trong một năm mới đầy thành công và may mắn. Tất nhiên thì với một cái làn sóng trả mặt bằng, trả nhà phố riêng lẻ cho thuê, cũng như là một số căn hộ tòa cao ốc văn phòng ở tại Sài Gòn của chúng ta thì vẫn đang trong một cái tình trạng báo động hiện nay. Báo động luôn cô chú anh chị các bạn nha, làn sóng trả mặt bằng đang ở mức báo động. Có nghĩa là từ trước tới giờ chúng ta chưa bao giờ trải qua một cái giai đoạn mà tình hình bất động sản, nhà ở, rồi mặt bằng, đất nền, chung cư, căn hộ đều ế một cách đồng loạt luôn. Rất thê thảm luôn quý vị. Hà Nội, thủ đô, Sài Gòn, thành phố lớn, trung tâm kinh tế của cả nước hiện nay đang đối mặt với một cái thách thức vô cùng lớn, đó là bất động sản đang đau đầu. Và hiện nay thì cái tình trạng bất động sản vẫn đang tiếp tục chịu ảnh hưởng rất là nhiều. Hàng loạt mặt bằng ở tại trung tâm Sài Gòn bỏ trống hàng loạt, tìm khách hàng mới thuê cũng không ai thuê. Sài Gòn của chúng ta đi khắp mọi quận 1, 3, 5, 10 hay là những quận khác, Thủ Đức, Gò Vấp, Bình Thạnh hiện nay thì phải nói những khu vực này là một trong những trung tâm trọng điểm của Sài Gòn và cho thấy tình hình bất động sản đang gặp vô vàn khó khăn, không thể nào thoát được khỏi cái cơn lốc, làn sóng cơn lốc trả mặt bằng, trả nhà phố ở tại Sài Gòn. Chúng ta đang có mặt ở trên con đường Đồng Nai theo hướng là mình đi về bên ngã ba giao với đường Tô Hiến Thành. Dê tươi, quán nhậu đặc sản dê tươi quý vị.
Ngày nay thì phải nói bà con cũng hạn chế chi tiêu ăn uống nhậu nhẹt rồi. Đó, phía bên tay trái màn hình của chúng ta, mặt bằng đóng cửa yếm liêm, buổi tối ngày cuối tuần mà một cái không khí ở tại khu vực cư xá Bắc Hải này cảm thấy nó rất là buồn luôn cô chú anh chị. Mặt bằng đóng cửa tìm khách hàng vẫn chưa có, nhìn rất là thê thảm luôn. Thật sự mà nói với cô chú anh chị và các bạn, hiện nay thì cái việc mà trả mặt bằng ở tại Sài Gòn đang xảy ra tất cả các tuyến đường, và đặc biệt thì một số tuyến đường chính ở tại quận Bình Thạnh như là đường Phạm Văn Đồng. Ở Gò Vấp thì có các con đường Nguyễn Oanh, Quang Trung, Phạm Văn Trị. Và đặc biệt thì Gò Vấp của chúng ta là một trong những cái quận mà có số lượng dân cư đông đúc lâu đời, và họ chủ yếu là buôn bán kinh doanh đầy đủ tất cả các mặt hàng. Và Gò Vấp là một trong những địa điểm kinh doanh sầm uất. Nhưng phải nói trong suốt 6-7 tháng vừa qua thì kinh tế quá khó khăn đã tác động mạnh mẽ, dẫn đến một cái thị trường bất động sản cho thuê nhà, cho thuê mặt bằng ở tại các quận Gò Vấp, Bình Thạnh đều chịu một cái nỗi cay đắng, đó là không thể nào tìm được khách hàng. Ngày nay thì chúng ta đi tất cả các nẻo đường ở tại Sài Gòn, nhiều cửa hàng ở các con phố sầm uất, con phố vàng đều đóng cửa, dán kín các cái biển quảng cáo tìm khách thuê mới mà tìm không ra. Và đặc biệt những căn nhà bỏ trống nhiều tháng trời như vậy vô tình trở thành cái bãi đổ xe hơi luôn quý vị. Xe hơi người ta đậu lên đó luôn, rồi trở thành những cái điểm coi như là ve chai rồi tùm lum đủ dịch vụ. Chúng ta đang có mặt trên con đường Sư Văn Hạnh, quận 10, cô chú anh chị. Đây là một trong những tuyến phố cũng khá là sầm uất, nhưng mà ngày nay thì mặt bằng cũng đóng cửa trả hàng loạt luôn. Phải nói là một từ là thị trường bất động sản, ngành bất động sản hiện đang rất là căng thẳng, chưa biết phải như thế nào. Hàng loạt công ty bất động sản cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Phía bên tay trái màn hình của chúng ta, hàng loạt mặt bằng ở đây của chú anh chị các bạn đóng cửa, dán chi chít thê thảm, phố Sức Khỏe, quận 10, Sài Gòn. Trời ơi, tê tua tê tả trên con đường này của chú anh chị các bạn, không thể tưởng tượng nổi, không thể tin nổi vào cái sự tàn phá khủng khiếp của nền kinh tế suy thoái trong năm 2023 này. Rất nhiều chuyên gia kinh tế hàng đầu cũng đang dự đoán và kỳ vọng vào cái sự hồi sinh, kỳ vọng vào cái sự hồi phục của nền kinh tế, và sẽ khắc phục được, mang lại những cái niềm vui khi mà dự đoán tình trạng mặt bằng nhà ở cho thuê vào năm 2024 sẽ có những cái chuyển biến tích cực hơn. Không phải là hồi sinh mạnh mẽ, nhưng mà có một cái tia hy vọng, có một cái sự chuyển biến tích cực hơn trong năm 2024. Thị trường bất động sản, thị trường nhà ở, thị trường địa ốc sẽ hồi phục, thì khi đó chúng ta có thể sẽ làm giảm, kéo giảm cái hiện tượng mà chúng ta chưa từng thấy, đó là trả mặt bằng hàng loạt ở tại Sài Gòn hiện nay. Chúng ta sẽ nhìn thấy trên con đường Sư Văn Hạnh, quận 10 này có rất nhiều căn nhà đóng cửa thêm, và tình trạng này dự báo là từ nay đến cuối năm còn nhiều hơn nữa cô chú anh chị. Nhiều câu hỏi đặt ra, nhiều bình luận của cô chú anh chị và các bạn khi xem kênh YouTube có đặt ra rằng là vì sao mặt bằng lại mỗi ngày bị trả lại nhiều hơn chứ không phải là bị lấp đầy. Vì sao là như vậy cô chú anh chị? Cái chuyện gì mà dẫn đến một thị trường bất động sản nó điêu đứng như hiện nay?
đến nỗi nhà giàu người ta cũng mất thu nhập hẳn luôn. Nhiều nhà giàu người ta đầu tư, người ta mua nhà 4 5 căn để mà cho thuê. Và hiện nay tất cả 4 5 căn nhà đó đều đóng cửa. Và họ thì họ dựa vào cái doanh thu, họ dựa vào tất cả cái nguồn chi phí trong gia đình vào cái thị trường bất động sản bằng cách là cho thuê nhà, cho thuê mặt bằng. Nhưng hiện nay đều ế ẩm. Như vậy thì phải chăng người giàu cũng đành bất lực với cái sự tàn phá của nền kinh tế hiện nay, kinh tế lao dốc như vậy, bất động sản cũng đành bất lực luôn. Thật sự mà nói bất động sản hiện nay là bất động luôn rồi chứ còn gì nữa đâu cô chú anh chị, đúng không? Không thể nào nhúc nhích được nữa rồi. Mỗi ngày chúng ta thấy nhiều mặt bằng đóng cửa hơn, mỗi ngày chúng ta thấy số lượng tin đăng về cho thuê mặt bằng, bán nhà, bán đất ở tại Sài Gòn nói riêng và nhiều tỉnh thành cả nước nói chung số lượng tăng lên đáng kể luôn. Điều này có thể cho thấy rằng, điều này có thể minh chứng rằng là cái việc khó khăn nó không chỉ xảy ra ở một vài con đường trung tâm Sài Gòn đâu cô chú anh chị, mà nó xảy ra ở các khu vực trung tâm và vùng ven đô luôn. Cho nên là chúng ta chỉ biết rằng là khi mà kinh tế tăng trưởng trở lại, hồi sinh trở lại, và đặc biệt đó là Sài Gòn của chúng ta phải đón được một lượng khách nước ngoài, khách du lịch quốc tế cũng như là kiều bào bên nước ngoài quay về Việt Nam càng nhiều càng tốt. Du khách nước ngoài đến Việt Nam càng nhiều càng tốt, đến với Sài Gòn càng nhiều càng tốt. Và tiếp theo nữa là chúng ta cũng phải dần dần thay đổi lại cái mô hình kinh doanh. Chúng ta phải thay đổi cái loại hình kinh doanh. Chúng ta phải kéo cái giá thị trường bất động sản, cái giá nhà phố, mặt bằng, căn nhà cho thuê. Chúng ta phải kéo xuống và thiết lập lại một cái mức giá ổn định đúng của nó hiện nay. Cho nên cô chú anh chị các bạn biết rằng là hiện nay cái nguồn cung mặt bằng nhà ở bất động sản chung cư căn hộ cao ốc văn phòng cho thuê ở tại Sài Gòn của chúng ta đang có một cái tỷ lệ bỏ trống tăng rất là cao. Mà có một nghịch lý, có một nghịch lý cô chú anh chị, mặt bằng bỏ trống rất nhiều và bỏ trống một thời gian dài, trong khi đó thì giá cho thuê lại không giảm luôn. Và hiện tại thì có một số chủ nhà người ta chịu không nổi nữa rồi, người ta buộc phải giảm xuống, giảm 3 đến 40%. Nhưng rất tiếc khi đã giảm thì cũng không tìm khách hàng. Đó cô chú anh chị các bạn, mấy căn nhà ở trên con đường Sư Vạn Hạnh này liền kề nhau luôn, ít nhất là ba bốn căn rồi, đóng cửa thê thảm như thế này. Ngày xưa chúng ta đi trên con đường Sư Vạn Hạnh này, phố Sức Khỏe này, không bao giờ có một mặt bằng bỏ trống, cho dù mặt bằng đó nhỏ đi chăng nữa cũng không có bỏ trống luôn quý vị, thê thảm như vậy đó. Cho nên hiện nay kinh tế đang khó khăn chung, cho nên là giữa cung và cầu, hay nói cách khác là người cho thuê và người đi thuê phải cùng nhau chia sẻ cái giá thuê nhà để làm sao cho nó hài hòa lợi ích của đôi bên và sử dụng một cách hiệu quả nhất để cho chúng ta không bị lãng phí cái nguồn cung và nguồn cầu bởi vì chưa gặp nhau. Đó, biết bao nhiêu căn nhà đóng cửa ở đây quý vị, đau đớn như vậy đó cô chú anh chị các bạn nha, rất khó khăn. Càng về cuối năm biết bao nhiêu ngân hàng cũng đang bắt đầu chuẩn bị các cái chương trình là đại hạ giá về bất động sản thế chấp, bao nhiêu người cũng phải đành bất lực, mất khả năng thanh toán với ngân hàng, nguồn vay nhiều đầu tư hết vào thị trường bất động sản. Nhiều người ngày nay người ta đi thuê mặt bằng của chủ nhà, người ta kinh doanh trở lại quý vị nhé, chứ chưa hẳn là chủ nhà đó cho thuê đâu, có nghĩa là người ta cho thuê
rồi có một cái công ty người ta chuyên về dịch vụ là cho thuê mặt bằng, người ta thuê lại chủ nhà đó rồi người ta kinh doanh. Cho nên là hiện nay là với tình hình khó khăn như vậy thì nhiều nhiều người người ta đang bất lực, mất khả năng thanh toán với ngân hàng, cho nên ngân hàng cũng đang đưa ra những cái chương trình gọi là đại hạ giá bất động sản thế chấp. Rất nhiều ngân hàng ở tại Sài Gòn của chúng ta đã liên hệ với nhiều chủ nợ đó để mà trả cái tiền lãi, nhưng mà người ta bất lực, cho nên đành ngân hàng cũng phải liên tục rao bán các khoản, cho nên ngân hàng cũng đã rao bán các cái khoản nợ thế chấp này bằng các cái bất động sản để giải quyết cái khoản nợ xấu tồn đọng. Và đa số là các cái dự án bất động sản, khách sạn, nhà nghỉ rất nhiều, đúng không vị? Nhiều tỉnh thành trong cả nước luôn, không phải Sài Gòn và Hà Nội không đâu. Đà Nẵng, Quảng Nam, rồi Nha Trang, Khánh Hòa, Kiên Giang, Cần Thơ, rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Rất nhiều ngân hàng cũng đang đưa ra nhiều cái chương trình như vậy. Cho nên chúng ta phải biết rằng là hiện nay cái việc mà nhiều kinh doanh bất động sản nhiều công ty đầu tư về kinh doanh bất động sản cũng đang trên cái đà là bất lực, sa thải hàng ngàn nhân viên môi giới bất động sản luôn quý vị. Nhiều chuyên gia dự đoán rằng cái việc mà hồi sinh phục hồi ít nhất là phải sang quý 3 năm 2024 mới có được cái triển vọng, mới có được cái khả năng phục hồi. Và muốn trưởng thành và muốn tăng trưởng thì ít nhất là phải sang quý 4 năm 2024 cơ. Phố sức khỏe quận 10 của chúng ta, rất nhiều doanh nghiệp về kinh doanh bất động sản vẫn đang đứng bên bờ vực thẳm, vẫn đang gồng gánh mỗi ngày trôi qua, gọi là vượt bão mỗi ngày, mỗi tuần và mọi tháng. Hiện nay thì anh chị cũng đọc báo biết rồi, số lượng doanh nghiệp kinh doanh về bất động sản giải thể rất nhiều, phá sản luôn, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phá sản luôn, khổ vào đó cô chú chị các bạn. Kinh doanh bất động sản hiện nay đành phá sản luôn, giải thể công ty vẫn tiếp tục tăng, giải thể công ty vẫn tiếp tục tăng và tăng mãi từ đầu năm 2023 cho đến tháng 10 năm 2023 vừa rồi. Và hiện tại trong tháng 11 này mình đi, mình thấy nhiều văn phòng công ty về bất động sản vẫn đang thông báo tạm dừng hoạt động, nợ lương nhân viên, một số thì tiếp tục cắt giảm nhân sự để mà cố gắng cầm cự trong một cái bối cảnh mà thị trường bất động sản chưa có một cái dấu hiệu nào gọi là hồi sinh, chưa có một cái điểm sáng nào hiện nay. Bên tay phải màn hình của chúng ta đó là trung tâm thương mại rất lớn Vạn Hạnh Mall, công ty cổ phần phát triển và kinh doanh nhà ở tại Sài Gòn cũng mới cho một cái thông báo là ngừng hoạt động và cho toàn bộ nhân viên nghỉ việc luôn cô chú anh chị, nghỉ việc không lương nha, cho đến khi có thông báo mới. Nguyên nhân là do nguồn tài chính của doanh nghiệp đã cạn kiệt rồi, nguồn tài chính của doanh nghiệp đã vô cùng khó khăn, doanh nghiệp không có nguồn tiền để mà chi trả lương nữa cô chú anh chị, phát đi một cái thông báo là ngừng hoạt động và cho toàn bộ nhân viên nghỉ việc không lương cho đến khi nào có thông báo mới mà thôi. Cuối năm rồi anh chị, cuối năm rồi, những nhân viên này bắt đầu run rẩy tay chân, không biết tìm một cái việc gì mà để mưu sinh trong cái thời điểm cuối năm như thế này. Cuối năm thì những năm trước á, vào cuối năm nhu cầu tuyển dụng rất cao, nhưng mà ngày nay cuối năm thì phải nói đau đớn luôn cô chú anh chị. Mặt bằng đóng cửa hàng loạt 3-4 căn trên con đường Trần Quốc Toản năm xưa, đường 3 tháng 2 này quý vị, mỹ phẩm cao cấp
đóng luôn. Trời ơi. Hiện nay thì nhiều công ty cũng đã bắt đầu đưa ra những cái chương trình mà cố gắng bám trụ để công ty không dẫn đến phá sản và để phù hợp với tình hình hoạt động của công ty doanh nghiệp trong những tháng cuối năm này. Thì nhiều công ty họ cũng đã cố gắng mà sắp xếp lại cái bộ máy nhân sự làm sao gọn nhất, ít người nhất. Công ty họ chỉ giữ lại những cái nhân sự chủ chốt thôi để mà củng cố và duy trì cái hoạt động của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay là chính thôi quý vị. Cho nên chúng ta biết là phải nói một cái nỗi lo lắng của toàn bộ nhân viên nghỉ tạm thời, nghỉ không lương để chờ việc. Vậy biết khi nào mới có việc để mà làm. Khổ vậy đó cô chú anh chị các bạn. Công ty là một thương hiệu từng kinh doanh khét tiếng thị trường bất động sản ở Sài Gòn, ở khu vực phía Nam luôn, và có rất nhiều dự án lớn, thế mà cũng đành bất lực với một cái sự đau đớn, cái sự tàn phá, tàn khốc của bất động sản, của kinh tế hiện nay. Hiện nay là không phải thời hoàng kim gì nữa đâu. Ngày xưa là nói về kinh doanh bất động sản thì nhiều người muốn đi vào con đường đó để mà nhanh giàu, nhanh có tiền, thời hoàng kim của thị trường bất động sản. Cho nên với những nhân viên ở tại những công ty kinh doanh về bất động sản đang chuẩn bị sắp tạm dừng hoạt động thì phải nói đang rất là dở dang và lo lắng, nỗi buồn hiện rõ lên mặt, nỗi buồn hiện rõ luôn cô chú anh chị. Các tập đoàn lớn về thị trường bất động sản cũng vậy, tập đoàn Đất Xanh Group cũng vậy cô chú anh chị, cũng đang lần lượt cắt giảm một số lượng lớn nhân sự. Và tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2023 thì số lượng nhân viên của tập đoàn Đất Xanh là hơn 2.480 người, giảm gần 1.300 nhân sự so với thời điểm đầu năm 2023. Hàng loạt công ty bất động sản khác nữa cô chú anh chị, công ty đầu tư bất động sản miền Đông, công ty đầu tư bất động sản Đông Nam Bộ, rồi hàng loạt công ty bất động sản bắt buộc phải sa thải nhân viên, cắt giảm nhân sự. Phải nói là một năm 2023 thật sự là một năm quá buồn. Nhiều công ty từ quy mô khoảng 500 cho đến 1.000 nhân sự hiện nay chỉ còn khoảng 100 nhân sự mà thôi. Cho nên chúng ta phải nói về sự ngặt nghèo của kinh tế tàn phá như thế nào. Trong một cái bối cảnh thị trường sẽ có nhiều biến động, hy vọng vào nửa đầu năm 2024 chúng ta sẽ bắt đầu dần dần khắc phục được những cái nhược điểm này, mang đến một tín hiệu vui và mang đến cho người lao động có công ăn việc làm ổn định trong năm mới 2024 này cô chú anh chị các bạn nha. Và như vậy có lẽ những hình ảnh này cũng tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.